Chào tất cả mọi người, mình là Trang Thùy. Hiện tại mình đang là nhà phân phối của công ty dược mỹ phẩm Thánh Mộc Hước, chuyên phân phối và cung cấp những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hoàn toàn tự động ý. Đồng hành cùng video với mình hôm nay sẽ có mẹ chồng mình năm nay 61 tuổi và con gái của mình, chính là con gái của mình năm nay tròn 5 tuổi. Đấy. Và hôm nay trong cái video này, mình muốn lan tỏa tới mọi người một cái dòng sản phẩm cuộc dân chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, đó chính là sản phẩm dầu gội dược liệu của đồng y Thanh Mộc Hương. Đây là một cái dòng sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, gồm có các loại dược liệu quý như là sả, chanh, bô kết, bô hòn, hà thủ ô và một cái số thành phần khác nữa. Đấy, và đối với cái dòng sản phẩm này sử dụng được cho từ trẻ sơ sinh cho tới người già. Đấy, và từ khi Thùy phấn phối cái dòng sản phẩm này là tròn 2 năm thì gia đình Thùy đây bỏ loại bỏ hết dầu gội công nghiệp, sử dụng hoàn toàn dầu gội thảo dược này đó. Và khi sử dụng dầu gội thảo dược này thì thứ nhất là sẽ đem lại cho mái tóc sạch gâu mượt, đấy, sạch gâu mượt và đặc biệt là không gây ngứa, phục hồi mái tóc cực kỳ là tốt mọi người nhé. Và đặc biệt những bạn nào mà có da đầu yếu đấy hoặc là tóc sơ rối, sử dụng sản phẩm này được cải thiện cực kỳ là rõ rệt. Đối với bé nhà mình thì trước đây tóc rất là sứa đấy, và bây giờ sử dụng cái sản phẩm này thì tóc mọc dày hơn, nhánh dài hơn đó, và tóc cực kỳ là mềm mọi người nhé, tóc cực kỳ là mềm luôn. Ở đây bé nhà mình thì mái tóc là mái tóc xoăn tự nhiên nhá. Đấy, tóc cực kỳ là mềm. Cả gia đình của mình cùng như anh em, bạn bè và một số người thân của mình đã loại bỏ dầu gội công nghiệp và đồng hành cùng Thùy sử dụng cái sản phẩm dầu gội thảo dược này. Như chúng ta đã biết, càng ngày thì hóa chất càng nhiều, cho nên chúng ta phải loại bỏ được cái sản phẩm hóa chất và nên lựa chọn những cái sản phẩm dầu gội hoàn toàn từ tự nhiên hoặc là những cái sản phẩm từ tự nhiên để bảo vệ cho sức khỏe của chính bản thân và của gia đình bạn. Và sau đây thì mẹ chồng mình sẽ phát biểu cảm nhận khi sử dụng sản phẩm dầu gội dược liệu này mọi người nhé. Từ khi tôi sử dụng sản phẩm này, tôi thấy tóc tôi ngày càng mượt mà không ngứa ngáy gì cả. Tôi rất thích sản phẩm này. Thì những bạn nào có nhu cầu hoặc là gia đình nào có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm dầu gội thảo dược dân gian chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên thì có thể liên hệ trực tiếp với Thùy qua Facebook hoặc là qua số điện thoại 0979 711 056 mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video này. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Chào mọi người, hẹn gặp lại. Chào.